Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày mùng 7 tháng 1, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin về một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ, xảy ra trên địa bàn vào đầu giờ chiều cùng ngày. Theo đó vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều ngày mùng 7 tháng 1, tại đường BT04, đoạn từ xã Việt Lập đi xã Liên Trung, huyện Tân Yên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tại thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 90C 02605 chưa rõ người điều khiển va chạm với xe mô tô Yamaha Exciter biển kiểm soát 98B2 14182 do anh DVC sinh năm 1992 ở thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập điều khiển, hậu quả anh xe tử vong tại chỗ. Hình ảnh clip cho thấy xe ô tô sau đó đã lao vào cửa hàng gội đầu ven đường. Khi đó trong cửa hàng có bốn phụ nữ đang gội đầu, làm ba người bị thương nhẹ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường và đến công an huyện trình báo vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ